đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa thú, chúng con kính tri ân tình tòa minh hạnh. Kính bạch chư tăng đức, kính thưa đại chúng. Bài học tăng pháp hôm nay, bài 53, toát yếu hàm tận, sabbasangha, ngũ quẩn và ngũ sự quẩn. Chúng con cung thỉnh sở chắc đẳng từ bi giảng nhập bài học. Nam mô Bụt Thầy Giả, kính đại lễ thượng tọa từ sư, đại lễ chư tôn đức thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, chúng ta bắt đầu đi vào đề tài đầu tiên của một cái chương gọi là toát yếu hàm thật. Và như chúng ta đã đề cập đến câu phần tổng quan, đây là những đề tài ca tài mang tính toàn diện. Nếu nói về ngũ quẩn hay là năm quẩn hay là ngũ ẩm, là chúng ta nói về toàn diện cái gọi là chúng sanh, cái gọi là pháp hữu vi. Và khi mà đề cập đến chúng sanh thì thưa quý vị, sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn không đơn thuần chỉ là những con số đếm hay hoặc giả là một chi pháp ở trong một đề tài pháp bình thường, mà năm quẩn được xem là năm cái khối, năm cái thành phần, mà không nhiều hơn, không ít hơn khi mà chúng ta đề cập đến con người của chúng ta. Ở đây thì nó có những điểm rất là tế nhị khi mà chúng ta nói về tâm pháp hay là danh pháp. Như chúng ta thấy trong các nền văn hóa đó, người ta chỉ nói đến thể xác và linh hồn. Và linh hồn thì mình nghĩ rằng chỉ có một thôi, nó làm tất cả mọi việc. Nhưng mà khi Phật giáo nói đến tâm pháp hay là danh pháp thì có thọ, tưởng, hành, thức. Thì ở đó cho chúng ta biết rất nhiều điểm hết sức là tế nhị. Bây giờ thì thứ việc chúng ta đi vào bài học, và sau khi chúng ta nghe xong bài đọc thì sẽ cùng Thỉnh Thưa Tổ Tế Siêu giảng giải rộng rãi ý nghĩa của bài học ngày hôm nay. Xin quý vị hoan hỷ đọc cho bài học ngày hôm nay. Sa thú lãnh thầy, chúng con kính tri ân thượng tọa chánh đẳng đã giảng nhập bài học. Bây giờ thì con xin đọc phần chánh văn bài học hôm nay. Thắng pháp bài 53, toát yếu hàm tận, ngũ quẩn và ngũ sự quẩn. Ngũ quẩn là sự mô tả của Phật pháp về cái gọi là con người hoặc chúng sanh. Thay vì chỉ nói thân và tâm, hoặc theo người đời là thể xác và linh hồn, thì chúng sanh là sự tổng hợp của năm quẩn. Mỗi quẩn có nghĩa là khối được kết cấu bởi nhiều thành tố nhỏ hơn. Chính tâm thức được biết qua bốn danh quẩn cho chúng ta hiểu thêm về bản chất đa dạng, sanh diệt không giống như chủ thuyết về linh hồn bất biến. Hơn thế nữa, trong thắng pháp, thức quẩn là tâm, còn thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn là thuộc tánh của tâm hay tâm sở, lại mở ra cái nhìn tinh tế khác về thế giới nội tại. Không hiểu về năm quẩn thì không bao giờ hiểu về bản chất vô thường, khổ não, vô ngã. Ở cách nơi khác là không liễu tri năm quẩn thì không thể chứng ngộ giải thoát niết bàn. Một, ngũ quẩn banh chắc khanh đa là năm thành tố, tức là năm thành phần cấu tạo vạn vật hữu tình. Danh từ khanh đa dịch là quẩn, chùm, khối, đống, vân vân. Ngũ quẩn chỉ là pháp hữu vi. Sankhata Dhamma, niết bàn là pháp vô vi, Asankhata Dhamma, nên niết bàn là ngoại quẩn. Năm quẩn đó là: một, sắc quẩn, Rubakhanda. Rubakhanda là thành phần vật chất gồm 20 thứ sắc pháp, 4 sắc đại hiện và 24 sắc y sinh. 2, thọ quẩn, Vedana Khanda là thành phần cảm thọ lạc, khổ, hỷ, u và xả. Thọ quẩn, đây chính là tâm sở thọ đồng sanh với 121 tâm. 3, tưởng quẩn, Sanyakhanda là thành phần ký ức, nhớ, biết, vân vân, có sắc tưởng, thinh tưởng, khí tưởng, vị tưởng, xúc tưởng, pháp tưởng. Tưởng quẩn đây chính là tâm sở tưởng đồng sanh đến 121 tâm. 4, hành quẩn, Sankharakhanda
là thành phần chủ trương hành vi tâm tốt hay xấu. Hành quẩn là 50 tâm sở, trừ thọ và tưởng, đồng sanh tới 121 tâm. Trong 50 tâm sở ấy, có tư chê tạ na dẫn đầu. 5. Thức quẩn quân nha nắc khanh đá là thành phần biết cảnh, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, ý giới và ý thức giới. Thức quẩn là 121 tâm. 2. Ngũ thủ quẩn bánh chúp a ra nắc khanh đá cũng là 5 thành tố cấu tạo vạn vật hữu tình, nhưng là những thành phần bị thủ biết được. Thủ upadana, đây là tham, dục thủ và tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, ngã luận thủ. Có 5 thủ quẩn là: 1. Sắc thủ quẩn rupadanakkhandha, cũng là 28 sắc pháp nhưng gọi theo phương diện sắc quẩn mà bị chấp thủ, bị tham và tà kiến nắm bắt, là đối tượng của tham và tà kiến. 2. Thọ ngũ quẩn vedanupadanakkhandha, chi pháp là tâm sở thọ hợp 81 tâm hiệp thế. Vì thọ quẩn hiệp thế còn bị thủ biết được, nằm trong nắm của tham và tà kiến nên gọi là thọ thủ quẩn. 3. Tưởng thủ quẩn sanyupadanakkhandha, chi pháp là tâm sở tưởng hợp 81 tâm hiệp thế là tưởng quẩn, mà còn bị pháp thủ tham và tà kiến biết được nên gọi là tưởng thủ quẩn. 4. Hành thủ quẩn sankharupadanakkhandha, chi pháp là 50 tâm sở ngoài thọ tưởng, cũng là những tâm sở hợp tâm hiệp thế. Hành quẩn này nằm trong tầm nắm bắt của thủ nên gọi là hành thủ quẩn. 5. Thức thủ quẩn vinyanupadanakkhandha, chi pháp là 81 tâm hiệp thế, là thức quẩn mà thành cảnh thủ, còn bị thủ biết được, do đó mới gọi là thức thủ quẩn. Đức Phật thuyết về quẩn có hai cách: ngũ quẩn và ngũ thủ quẩn. Ngài thuyết năm quẩn là nói theo khía cạnh thực tính của pháp hữu vi một cách chung chung. Ngài thuyết năm thủ quẩn cũng là pháp hữu vi, nhưng nói theo khía cạnh pháp thực tính bị hạn cuộc, nằm trong nắm bắt của thủ, bị tham và tà kiến biết được. Và bởi thủ quẩn ấy làm đối tượng quán cho thiền minh sát, hành giả tu tập minh sát thì không thể lấy quẩn siêu thế làm đề tài quán, vì khi ấy hành giả chưa chứng đắc đạo quả. Điều đã nói và điều sắp nói, bài đã học bài 52, thoát yếu hàm tận, sắp bắt sẵn hạ tổng quan. Bài học tiếp theo bài 54, thoát yếu hàm tận, sắp bắt sẵn hạ thập nhị xứ. Chánh văn đến đây đã chấm dứt. Chúng con cung thỉnh Thượng Tọa Tề Siêu từ bi thuyết giảng bài học. Nam mô Bổn Thầy. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ Giáo Pháp, kính đảnh lễ Tăng Chúng. Kính chào Thượng Tọa Thích Đẳng, Thượng Tọa Tăng, Tổ Minh Hạnh cùng Chư Tịnh Đức, mặt trong rừng thân chào tất cả quý tu nữ, quý Phật tử. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị Phật tử, hôm nay chúng ta học về ngũ quẩn và ngũ thủ quẩn. Là cái đề tài thứ nhất trong bốn đề tài tổng quan của phần Thoát Yếu Hàm Tận.
thì chúng ta nói đến quẩn hay xứ hay giới, thì chúng ta nên biết rằng đó là những pháp thực tính mà không tìm thấy cái gọi là tôi ta hay là cái thực ngã. Mà nó chỉ là một tổng hợp của pháp hữu vi tùy theo khía cạnh mà nói. Đối với thân này hay cái gọi là chúng sanh, Sata Kaya, Sata Kaya, thì nó chỉ gồm có những cái tổng hợp pháp vô vi chúng ta gọi là khanh thác, là quẩn. Thì ở đây nói bao gồm trên đủ năm quẩn. Kỳ thật thì ở trong các cái cõi của loài hữu tình thì chỉ có cõi dục giới, cõi sắc giới hữu tưởng là có đủ năm quẩn và có cái tên gọi, tên Pali gọi khác đi là Panchavukara. Tương tự với chữ Panchakhandha. Cõi phạm thiên vô sắc Arupa Loka, thì cõi này chỉ có tướng dinh quẩn cho chúng vua Kara, vì không có sắc quẩn nên chỉ còn có bốn dinh quẩn. Và có một cõi nữa là cái cõi vô tưởng Asanya Satta, là cõi sắc giới vô tưởng. Cõi này được gọi là Ekavukara, cõi nhất quẩn, chỉ có một quẩn là sắc quẩn mà thôi. Nên khi đề cập đến năm quẩn đó thì chúng ta cần phải biết rằng đây là nói tổng quát đủ năm quẩn. Còn nếu mà phân chi tiết tính theo từng cõi thì chúng ta cần phải hiểu là có cõi tứ quẩn và cõi nhất quẩn này. Chúng ta trở lại với ngũ quẩn. Ở đây trước hết gọi là sắc quẩn là tổng hợp sắc pháp. Nó không đơn thuần có một cái thực thể vật chất
mà một cái đơn vị vật chất, một cái tế bào sắc, nó cũng là một tổng hợp. Ít nhất trong cái tổng hợp Kalapa này, ít nhất nó cũng phải có 5 thứ gọi là 8 sắc bất ly, avinit phù cát arupa, tức là đất, nước, lửa, gió, màu, mùi, vị và dữ tố, hay nói theo cái chi pháp, nói theo tên của chi pháp là đất, nước, lửa, gió, sắc, khí, vị và vật thực. Nhưng mà nói như vậy thì chúng ta sẽ không nhận ra đất, nước, lửa, gió thì chúng ta hiểu rồi, là 4 yếu tố vật chất căn bản. Nhưng mà nói sắc thì ở đây phải hiểu tất cả những cái thành phần vật chất nào nó cũng có cái màu sắc, cái hình thể, cho nên gọi là quanh nát. Mùi tức là một cái thành phần vật chất nào dầu cho một cái hạt bụi đi nữa nó cũng có cái mùi riêng của nó. Vị là một cái thành phần vật chất nào dù nhỏ cực vi nhưng mà nó cũng có cái vị lạc hay mặn, hay là vừa, hay là đắng, hay là ngọt. Còn ô chát ở đây, nếu mà chúng ta xài cái từ gọi là vật thực thì chúng ta sẽ bị nhầm, bởi vì ở đây khi đã trở thành ô chát thì nó chỉ là cái chất dưỡng tố. Thật sự nếu mà đoàn thực cấp linh karahara cơm nước rau củ quả ở bên ngoài mà chúng ta ăn vào để chúng ta nuôi dưỡng thân đó, thì đi vào ở trong thân này nó đã trở thành ô chát, nó mới nuôi cơ thể được. Còn những cái bã vật thực thì nó xuống tới dạ dày, nó được tiêu hóa và nó sẽ bị bài tiết ra bên ngoài. Còn nói chi là cái sắc quẩn của các vị, của những chúng sinh quá sanh như là thiên tiên hay là phạm thiên, tiên thiên hay phạm thiên. Ở đây sau này cái chữ đi quá với chữ Brahma thì chúng tôi xài cái chữ thiên tiên hay là tiên thiên, chứ không xài chữ chư thiên, bởi chữ chư ở đây là nhiều.
là số nhiều, một cái từ để một cái mẫu từ để chỉ cho số nhiều, chư các những. Cho nên khi mà chúng ta nói vị chư thiên, nói riết rồi cái chúng ta cũng quen tai, cho nên chúng ta thấy cái đó không có lỗi lầm. Nhưng mà đã gọi là vị, tức là số ít, một vị thôi, mà chư thiên thì cũng nhiều chữ chư đó, chúng ta không xài, chúng ta nghĩ rằng là vô tội tội vạ, nhưng mà thật ra thì chúng ta xài như vậy nó sai đi. Cái chữ đi quá đó, chúng ta xài chữ thiên tiên hay là tiên thiên thì cũng được. Tại sao vậy? Người ta nói là sướng như tiên, là chữ đi quá nó từ cái căn của động từ dipati, đi phát. Đi phát có nghĩa là vui chơi, cái vị trời đó là những vị nhàn nhã, không phải bận rộn với những cái kế sinh nhai, những cái nghề nghiệp, mà vị đó sống nhờ cái phước, cho nên có đủ những thiên lạc, thiên sắc, thiên tinh, thiên hương, thiên vị, thiên xúc. Cho nên các cái vị đi phá đó, chúng ta gọi là những vị tiên cũng được. Nhưng mà nếu mà chúng ta xài chỉ đơn độc một chữ là tiên, ta sẽ hiểu nhầm. Bởi vì ở bên Trung Hoa đó, khi mà các vị ở trên cõi trời mà hầu Ngọc Hoàng Thượng Đế đó, thì người ta gọi là những vị tiên. Chỉ có ở trong Phật giáo chúng ta mới xài những vị thiên. Nhưng mà chữ thiên đó, đó cũng không biết là họ dịch từ, lấy từ chữ nào mà gọi là thiên. Bởi chữ Deva không thể dịch là thiên được. Cũng như chữ Brahma, chúng ta thêm vào chữ Phạm Thiên, chỉ thêm vào chữ Thiên. Nhưng mà tương đối là chữ Brahma, chúng ta dịch là Phạm Thiên, thì những vị có cái cách sống cao quý do năng lực của thiền định, thì như vậy chúng ta gọi Phạm Thiên cũng được. Do đó cho nên đối với các cái vị trời có dục giới thì chúng ta gọi là tiên thiên. Cho nên chúng ta tập xài cho nó quen chữ tiên thiên và phạm thiên, phân biệt hai cái đó. Chứ còn chúng ta nói chư thiên, phạm thiên thì chữ chư đó, ở đây chúng tôi đề nghị là sau này chúng ta nên ít dùng xài lại, hoặc là chúng ta nên chú ý để chúng ta tránh nhầm lẫn. Thì ở đây thưa quý vị, nói là nói như vậy thôi, nhưng mà gần như là bây giờ thì chúng ta đã quen rồi thì chúng ta không có sửa được, chúng ta không có cần quan tâm. Trở lại vấn đề đó, thì đối với các vị tiên thiên và các vị phạm thiên đó, thì các vị không có ăn những cái thực phẩm gọi là đoàn thực, cái blinkarahara, như là ở cõi người của chúng ta. Nhưng mà ở trong cái bọn sắc quẩn, trong sắc quẩn mỗi một bọn sắc
Arupa, Kalapa, thì nó cũng đều có tám sắc bất ly, trong đó có sắc Ocha. Và trong bốn loại sắc pháp là sắc Kamacha, Arupa, sắc nghiệp cũng có tám sắc bất ly. Như vậy thì Ocha do sắc nghiệp tạo, rồi sắc tâm Chittaccha Arupa cũng có Ocha do tâm tạo, rồi sắc Phật thực Aharaccha Arupa thì đương nhiên là có tám bất ly, và trong đó có Ocha do đoàn thực tạo ra. Rồi cái sắc quý tiết Ocha Arupa thì cũng có tám sắc bất ly, trong đó có Ocha. Ocha đó là do thời tiết tạo. Khi mà chúng ta học về thắng pháp chi tiết đến mấy cái chỗ này rất có thể làm cho một người mà họ không có quen với cái sự phân tích chi ly, họ cảm thấy đau đầu, họ nghĩ rằng phân tích chi ly như vậy để làm cái gì, nó có lợi ích như thế nào. Cho nên cái đó chúng tôi chỉ nói phớt qua thôi. Rồi nếu mà quý vị Phật tử chúng ta học thắng pháp nghiên cứu thì lúc đó chúng ta sẽ tìm hiểu qua sách vở. Còn bây giờ nghe chỉ để nghe như vậy. Nhưng mà gọi là sắc quẩn thế, nếu nói theo kinh tạng thì Đức Phật Ngài chỉ định nghĩa thế nào gọi là sắc quẩn. Văn kinh chia rung băng, bất cứ sắc nào thuộc quá khứ, hiện tại, vị lai, sắc thô, sắc tế, sắc xa, sắc gần, gom chung lại gọi là sắc quẩn. Còn nói theo trong thắng pháp đó, thì đó là một tổng hợp sắc, ít nhất cái tổng hợp sắc đó nó có tám sắc bất ly. Rồi tám sắc bất ly đó nó sẽ được cộng thêm với một cái thứ sắc nào khác để nó tạo thành một đơn vị sắc pháp. Thí dụ như tám sắc bất ly mà nó được thêm cái sắc thần kinh nhãn, chắc khúc bát sa đá và sắc mạng quyền, thì như vậy gọi là dasaka, chắc khúc dasaka, tức là nhãn thập pháp, tức là bộ nhãn mà có 10 thành phần, có 10 thành phần, vân vân. Thì chúng ta phải hiểu khi mà chúng ta phân thành 23 bọn sắc, 9 bọn sắc nghiệp, 8 bọn sắc tâm, bốn bọn vật thực và hai bọn quý tiết, thì ở đây đó, khi mà chúng ta phân ra như vậy đó, thì chúng ta sẽ biết rằng là sao được gọi là Rupakantha, là sắc quẩn. Nó không phải chỉ một cái đơn vị vật chất độc lập, mà nó là một tổng hợp của các thứ sắc khác, nó mới tạo thành ra
một cái đơn vị vật chất. Rồi khi mà chúng ta nói đến danh quẩn, ở đây chúng ta có bốn danh quẩn: Chattaro, Namakantha. Bốn danh quẩn đó mà thông thường thì người ta nghĩ rằng cái thân này nó chỉ gồm có hai là thể xác và linh hồn, và họ cho rằng linh hồn là một. Nhưng mà theo Phật pháp thì phân tích danh quẩn đó nó gồm có bốn thành phần. Là thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Nhưng ở đây đó, trong Thanh Tịnh Đạo thì Ngài Bồ Tát Cô Xá, Ngài đem thức quẩn Ngài nói trước. Một là vì thức quẩn nó quá nhiều thứ. Thứ hai nữa, thức quẩn đóng cái vai trò bất băng gama. Tức là nó dẫn đầu các cái tâm sở. Nói là dẫn đầu nhưng mà khi thức quẩn nó sanh khởi thì đồng thời phải có cái sự phối hợp đồng sanh đồng của ba quẩn là thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn. Được ví dụ trong chú giải, ví dụ giống như là khi một nhóm người, có một nhóm người cùng đi hành hương vân vân, thì có cái người trưởng đoàn hay là cái người dẫn đầu. Gọi là cái người dẫn đầu không phải cái người đó là đi trước rồi những người khác đi làm sao, không phải vậy, mà cùng đi một lượt. Nhưng mà tại người đó có cái vai trò là gom các cái yếu tố kia lại, các cái thành phần kia lại, ở đây chúng ta thấy đó, là khi một cái sắc na tâm sanh khởi không phải chỉ đơn thuần cái sắc na đó là thọ quẩn, không phải chỉ đơn thuần là tưởng quẩn hay hành quẩn, mà nó là một cái tập hợp của bốn quẩn. Và khi mà nói bộ sắc na tâm sanh khởi thì thức quẩn được trình bày, được nêu lên. Như khi chúng ta nói đến một cái công ty này hay công ty kia, chúng ta chỉ cần nói một cái công ty nó hoạt động là chúng ta biết ở trong đó là có những nhân viên của công ty đó làm việc chung với nhau.
thì nếu không có cái công ty, nếu không có những nhân viên đó, những công nhân đó thì sẽ không có cái công ty. Nhưng mà không thể nói riêng một công nhân nào mà người ta nói chung là một công ty đó, là nó bao gồm cả ngàn hay cả trăm nhân viên. Thì cũng vậy, mặc dù biết rằng cái sắc na tâm đó có thọ, có tưởng, có hành, có thức, nhưng mà người ta chỉ nêu một tên thức thôi. Người ta nói là tâm tham sanh khởi, tâm sân sanh khởi, người ta nêu cái thứ quẩn trước. Thì ở đây chúng ta cũng nên biết rằng là thức quẩn là tâm, thọ tưởng hành là tâm sở, cetasika. Tâm và tâm sở sanh ekupada, đồng diệt ekanirodha, đồng biết cảnh ekaramana. Và nếu là khỏi ngũ quẩn thì nó là đồng nương vật ekavatthuka. Nó không thể tách rời nhau. Nhưng mà một đơn vị mà được gọi là tâm thức, hay là một đơn vị tâm pháp, thì nó phải gồm có bốn thành phần như vậy. Thì thọ quẩn là cái gì? Tưởng quẩn là như thế nào? Hành quẩn là như thế nào? Và thức quẩn là như thế nào? Chúng ta đã được nghe trong cái bài học, chúng ta khỏi cần phải nhắc đến, khỏi cần phải định nghĩa lại. Thì ở đây thưa quý vị, khi mà đề cập đến ngũ quẩn, trong kinh Đức Phật Ngài nói thêm một từ nữa gọi là Panchupa Danakhanda, tức là ngũ thủ quẩn. Như quý vị đã biết, cái đối tượng tu hành chúng ta tu quán hay là tu thiền minh sát, thì chúng ta lấy danh sắc xuyên qua ngũ quẩn. Thì ở đây, trong lúc tu thiền minh sát thì vị hành giả chưa có đắc được đạo quả, cho nên bốn quẩn siêu thế là chúng ta không có nhắc lên ở đây. Chúng ta chỉ đề cập đến cái quẩn hiệp thế thôi. Mà năm quẩn hiệp thế đó được gọi là sắc thủ quẩn, thọ thủ quẩn, tưởng thủ quẩn, hành thủ quẩn, thức thủ quẩn. Và chúng ta cũng cần phải chú ý gọi là thủ quẩn, chúng ta cần phải hiểu một cách cho nó tương đối là chính xác một chút. Nếu mà chúng ta chỉ nói rằng năm quẩn do nghiệp thủ tạo thành hay là có sự chấp thủ, nói như vậy thì chúng ta sẽ trả lời như thế nào đối với những cái trạng thái tâm và sanh khởi nơi cơ tánh của vị A-la-hán, chẳng hạn như là tâm tố Kiriya. Tâm tố của vị A-la-hán nói chung, tức là vị A-la-hán
là không còn cái sự chấp thủ. Nhưng mà chúng ta có thể định nghĩa như thế này thì lý giải được, được gọi là thổ quẩn, là quẩn hiệp thế. Vì rằng quẩn hiệp thế đó là cảnh thủ upadaniya, upadaniya thamma, tức là pháp bị thủ hay là pháp cảnh thủ. Pháp hữu vi, pháp nào là pháp cảnh thủ thì pháp đó gọi là thủ quẩn. Dầu cho tâm của vị A-la-hán là tâm tốt, tâm đó cũng còn bị tham ái tà kiến của người khác biết được, người ta nghĩ đến. Chẳng hạn như khi mà phàm phu chúng ta có cái niềm tin dựa vào đối tượng là Đức Phật hay là các vị thánh, các vị A-la-hán, rồi chúng sanh phàm phu khi nghĩ đến Đức Phật và tăng chúng, về thánh chúng, họ khởi lòng tin cũng có, mà họ khởi lên cái sự thương mến cũng có, hay là họ chấp thủ sai lạc cũng có. Thì đối với tâm của các vị A-la-hán, tâm hiệp thế đó, tâm tố hiệp thế đó, thì những cái tâm đó vẫn còn nằm ở trong cái phạm trù gọi là cảnh phiền não, cảnh lậu, cảnh bộc, cảnh phối, cảnh phược, cảnh thủ, cảnh trì cái. Về vấn đề này, người Phật tử chúng ta có thể là khó hiểu, nhưng mà nếu chúng ta biết được ở trong cái đời thường thì chúng ta sẽ hiểu được. Thí dụ như tôn giả Mahakacchana, ngài có một thân tướng rất đẹp trai, ngài người có da trắng đẹp, cho nên khi mà công tử Surya ở tại Savatthi, khi mà đang trên đường đi gặp tôn giả Mahakacchana, ngài thành điện khất thực, thì công tử đã nhìn thấy cái thân tướng của tôn giả Mahakacchana và khởi lên một cái tà niệm xúc phạm. Và do vậy công tử đã bị biến giới tính và phải qua xứ Takasila để mà trốn qua xứ Takasila. Vì sau này
tiểu thơ Surya đã nhờ một người bạn hướng dẫn mình đi đến để sám hối với tôn giả Mahakacchana, thì như vậy nó mới hoàn trở lại cái nam tính, và sau đó Surya xuất gia và cũng chứng A La Hán quả. Thì như vậy trong trường hợp này chúng ta thấy rằng khi nào mà còn hữu dư niết bàn thì đối với Đức Phật và chư vị thánh, năm uẩn của các ngài vẫn còn bị nằm ở trong cảnh thủ, là đối tượng của cảnh thủ. Cho nên ở đây đó, chúng ta phải hiểu không phải là tâm của các vị đó còn bị chấp thủ, mà là năm uẩn đó trở còn là đối tượng của cái pháp thủ mà người khác nhìn vào có thể sanh tâm tham tà kiến chẳng hạn. Thì ở đây chúng ta cũng nên biết cái điểm này một chút. Thì thưa quý vị, bây giờ cái việc mà chúng ta phân tích về chi pháp thì nó cũng quá rõ ràng, không còn là không có gì để mà nói thêm nữa. Nhưng ở đây trong cái việc này chúng tôi chỉ muốn trình bày với quý vị về ngũ uẩn là đề tài để chúng ta tu quán. Ngũ uẩn là đề tài để chúng ta tu quán đó là dầu cho sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn, danh sắc đó luôn luôn có cái đặc tính đặc tướng là sanh diệt, biến đổi, là vô thường. Mà cái gì vô thường thì cái đó là khổ. Cái gì vô thường khổ mà không theo ý muốn của mình đó thì gọi là vô ngã. Trong bài kinh Anatta Lakkhana Sutta, kinh vô ngã tướng, Đức Phật ngài cũng nói thuyết về cái ngũ uẩn là vô ngã. Này các thị kheo, sắc uẩn là thường hay là vô thường? Và Thế Tôn nói sắc uẩn là vô thường. Này các thị kheo, cái gì vô thường biến hoại thì cái đó là khổ hay lạc? Mà Đức Thế Tôn, cái gì vô thường biến hoại thì cái đó là khổ. Này các tỳ kheo, cái gì vô thường biến hoại không có chủ quyền, không theo cái sự sắp đặt thì cái đó có nên cho rằng cái này là ta, là của ta, là tự ngã của ta chăng? Mà Đức Thế Tôn không nên nói như vậy. Thì Đức Thế Tôn cũng đã xác định sắc uẩn là vô thường, khổ não, vô ngã. Thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn cũng vậy, cũng đều là vô thường, khổ não, vô ngã. Ở đây khi mà nói đến năm uẩn là vô thường thì chúng ta học một bài kệ mà Đức Phật đã dạy, ngài đưa lên những cái thí dụ phê núp bình đu pa măng rupang
Vidana Pukulupamari Jikupa Sanya Sankara Kadalupama Ma Yupamanta Vinyanam Di Sita Dit Pantana. Sắc quẩn như là bọt nước. Phi nô bình đu pa măng rô băng. U pa măng thí dụ. Quê đề ra cốc của lô pa ma. Thọ quẩn như bong bóng nước. Nó dễ tan lắm thưa quý vị, dễ bể. Ma ri chi cô pa ma sa nha. Tưởng quẩn như là rắn trời. Quý vị biết nhìn lên bầu trời mà chúng ta thấy cái lúc mà trời mưa đó, nó có cái hiện tượng ở bảy sắc cầu vồng hiện ra ở phía chân trời, thì cái đó chút xíu nó tan, chút xíu nó tan, nó mất đi. Sankhara Kadalupama, hành quẩn giống như cây chuối. Cây chuối nó không có cốt lỗi thưa quý vị, nó không có lỗi. Từng bẹ lá nó ốp ốp lại với nhau. Chúng ta cứ lột cái lớp bẹ này đến lớp bẹ khác đi dần dần vô tới trong, thì cuối cùng là cái bẹ non. Cái chuối nó không có cốt lõi, cũng như hành quẩn nó không có cái bản ngã, không có tôi, không có ta, không có cái tôi ta, cái linh hồn bất biến. Nghĩa là cái tốt, cái xấu, cái thiện, cái ác không phải là do ta làm, do ta tạo. Mà cái bản chất của cái hành quẩn đó là thiện, là bất thiện vậy thôi. Rồi thức quẩn mà dù ba mình cho quỳnh nhà năng, thức quẩn giống như là một diễn kịch. Tức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, tâm. Có khi sinh khởi thấy cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, vân vân, cũng là trạng thái tâm không. Đức Phật là ví dụ ở trong cái bài kinh Aritha đó, Ngài nói rằng cũng giống như là lửa. Mà đốt từ rơm thì gọi là lửa rơm, từ củi thì gọi là lửa củi, từ than thì gọi là lửa than. Đặt tên như vậy là nó tùy theo. Thức nào mà nương vào mắt thấy cảnh sắc thì gọi là nhãn thức. Mà hai nương vào lỗ tai và bắt cảnh thinh gọi là nhĩ thức. Nương vào cảnh khí mà đưa vào mũi mà bắt cảnh khí gọi là tỷ thức, đưa vào lưỡi bắt cảnh vị và thiệt thức, đưa vào thần kinh thân mà bắt cảnh xúc gọi là thân thức, đưa vào ý môn mà bắt cảnh pháp gọi là ý thức, chúng vân vân. Thì như vậy khi mà chúng ta tu hành, chúng ta quán tưởng về năm quẩn là vô thường, thì chúng ta học thuộc cái bài kệ này, chúng ta lấy từ cái ý nghĩa đó, cái thí dụ đó để chúng ta quan sát. Điều đó cũng hay lắm thưa quý vị,
nó cũng giúp cho chúng ta không có cái sự chấp. Bởi vì hãy chúng ta thấy được cái tính chất tạm bỡ, biến hoại, biến đổi, có sanh có diệt, thì chúng ta nhận định năm uẩn là vô thường. Mà hãy cái gì vô thường, thời cái đời khổ. Chữ khổ ở đây thì chúng ta phải hiểu chữ lúc khác ở đây nha. Là vì nó không giữ được cái nguyên trạng, nó không có giữ được cái nguyên trạng, luôn luôn nó có cái sự biến đổi, biến dịch. Thì như vậy cái đó chúng ta gọi là đúc khắc. Chữ đúc khắc ở đây là chữ tiếp đường ngữ đúng và chữ khám mát, càng khám mát. Chữ khắc ở đây là chữ khám mát tí, khám mát tí tí, khám mát. Tức là cái sự chịu đựng. Khi mà một cái cây nó đã khô, đã mục, hễ mà có cái vật nặng máng vào trong đó thì nó gãy đi, tức là nó không có chịu đựng nổi, thì cái trạng thái mà nó phải biến hoại đó, thì cái đó chúng ta gọi là khổ. Như vậy cái hiện tướng ngũ uẩn mà sát na sanh của ngũ uẩn, có sanh có diệt, thì chúng ta nói là vô thường. Nhưng mà cái trạng thái biến diệt liên tục gọi là phân gác, tức là trạng thái diệt đó, thì chúng ta gọi đó là cái trạng thái khổ bất khắc. Mà cái gì sanh diệt biến hoại mà nó không có cái chủ quyền sát sa mít cả và avasat vatika, tức là nó diễn biến không theo sắp xếp của một cái quyền năng nào, thì như vậy gọi là vô ngã. Thì ở trong Abhidhamma Sangaha, tức là cái chương cuối cùng đề cập đến cái chỗ này rõ ràng lắm thưa quý vị. Cho nên khi mà chúng ta học về ngũ uẩn, ngũ thủ uẩn, không phải chúng ta học cho qua bài đó để rồi chúng ta bỏ quên. Bởi vì cái công việc của chúng ta bây giờ là làm sao chúng ta học Phật Pháp để chúng ta tu hành kìa. Và nếu như mà chúng ta tu hành mà chúng ta cứ lấy theo cái pháp tục đế, các cái đề mục tục đế, để mà chúng ta ngồi chúng ta chú niệm để mà đắc thiền đó, đắc thiền chỉ, thì nó chỉ đưa đến cái trạng thái cao ở trong cái cuộc đời này, như là cõi phạm thiên chẳng hạn, nhưng không thoát khỏi sự già bệnh chết. Khi mà chúng ta muốn thoát khỏi già bệnh chết đó, thì phải làm sao từ bỏ cái sự luyến chấp cái xác thân này. Đối với ngũ uẩn này, chúng ta cần phải thấu triệt cái chân tướng, cái đặc tướng, tức là đặc tướng của ngũ uẩn này là Anicca Lakkhana, Lakkhana, tướng vô thường. Dukkha Lakkhana, tướng khổ não. Và Anatta Lakkhana là tướng vô ngã. Thì một vị mà có cái
ý muốn chúng ta hành thiền quán Vipassana, thiền minh sát, thì chúng ta phải học kỹ cái chỗ này. Bởi vì ở trong thanh tịnh đạo nói rằng ngũ uẩn hay thập nhị xứ, thập bát giới, đó là những cái mảnh đất cho tuệ sanh khởi. Chúng ta lấy đó để mà chúng ta thấy cái sự vô thường, khổ đau, vô ngã, nhai ăn. Thì như vậy chúng ta mới có cái sự kết quả tu hành để đạt đến đoạn trừ tham, đoạn trừ sân, đoạn trừ si. Mà hễ tham sân si được đoạn trừ thì sẽ được giải thoát, chỉ vậy thôi. Chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua cái bài học ngày hôm nay như vậy. Và bây giờ xin cung thỉnh Thượng Tọa Chất Đẳng Quan Hỷ chia sẻ thêm ở trong cái bài học này qua ý nghĩa của kinh tạng. Nam mô Bụt Thầy. Sa thủ kinh thưa tập tổ sư với bài giảng vừa rồi. Bạch chư thượng quý Phật tử, bây giờ thì để thưa tập tổ sư đi nghỉ và chúng tôi xin tiếp tục để cùng quý vị Phật tử ôn nhắc lại một số điểm liên quan đến bài học ngày hôm nay. Gọi là ôn nhắc bởi vì thưa quý vị nói một cách cụ thể thì hầu hết những bài học mà chúng ta đã đi qua trong giáo trình Thắng Pháp là đều nói về năm uẩn. Và khi mà chúng ta nhìn về năm uẩn thì điều này liên hệ đến tại sao mà Đức Phật Ngài dạy về cái bản chất hư huyễn của cuộc sống và cái mà chúng ta gọi là sự hiện hữu của chúng sinh ở trong đời này. Bây giờ thì thưa quý vị, thứ nhất là chúng ta nói đến cái nhìn ở hai phương diện vật chất và tâm thức. Trong đạo Phật gọi là danh và sắc. Danh là nói về tâm. Và trong năm uẩn thì thọ tưởng hành thức gọi là bốn danh uẩn. Và sắc thuộc về vật mà chúng ta gọi là sắc uẩn. Tại đây dù trong pháp học hay là pháp hành thì chúng ta thường nói đến danh sắc. Danh sắc là một danh từ chuyên môn của Phật học. Tại vì chúng ta nói là thân tâm hay là tâm thức và thể xác thì chúng ta nói cách nào cũng được, nhưng mà đại đấy như vậy. Đó là một điều là trong cái thế giới mà chúng ta đang sống, thưa quý vị, cái về vật chất tương đối là chúng ta biết rõ hơn là cái gì thuộc về tâm thức. Bởi vì nói chung là vật chất chúng ta có thể biết được qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Ví dụ như mình thấy hình tròn, hình vuông, màu xanh, đỏ, trắng, vàng, hay là chúng ta nghe âm thanh hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc trầm hoặc bổng, ngửi mùi thơm, ngửi mùi hoa, ngửi mùi
ngửi mùi lúa vân vân, hay là vị là chua cay mặn ngọt, thì thưa quý vị, những cái biết đối với vật chất á, không phải tất cả, nhưng mà một số cái biết vật chất á, chúng ta có thể biết bằng thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác. Do đó cái thế giới vật chất á, đối với chúng ta nó có vẻ rõ ràng, trong khi tâm thức thì nó mơ hồ hơn. Tương tự như là khi mà mình học vật lý, có những cái hiện tượng vật lý mình có thể đo đạc bằng dụng cụ, nhưng mà có những cái hiện tượng vật lý thì chúng ta chỉ có thể biết qua cái lý thuyết, biết qua cái định lý, biết qua những cái công thức, những cái phương trình toán học, nhưng mà chúng ta cũng có thể biết được. Thì tương tự như vậy, trong cái thế giới mà chúng ta lãnh hội nhận thức về cuộc sống đó, thì vật chất nó rõ nét hơn và từ đó nó dễ hiểu cho chúng ta hơn. Ví dụ như ai đặt chúng ta trước một cái, trước mặt chúng ta một cái vật, mình nói đây là màu đen, đây là màu trắng, đây là lớn, đây là nhỏ, thì nó dễ. Nhưng mà nếu mà đối với cái nội tâm, nếu mà chỉ đó, thì đối với chúng ta nội tâm nó rất là trừu tượng, rất là tế nhị, vô hình vô tướng, do đó chúng ta khó biết hơn. Và do vậy chúng ta không phủ nhận rằng cuộc sống phần lớn nghiêng về vật chất. Chúng ta đừng trách tại sao con người chúng ta tinh tế về vật chất hơn là đời sống về tinh thần. Đôi khi chúng ta sống cả đời, chúng ta biết về thân của chúng ta nhiều hơn tâm. Chúng ta biết rõ từng món ăn, thức uống, từng cái viên thuốc mà chúng ta mua ngoài chợ về, từng thuốc tây về mình uống. Nhưng về tâm thì chúng ta rất là mơ hồ, vì nó vô hình vô tướng. Đó là thế giới của danh và sắc. Bây giờ chúng ta nói đến cái thế giới nội tâm. Cái gọi là nội tâm đó thường được chúng ta suy diễn một cách tương đối là nghèo nàn, là chúng ta nói về linh hồn. Mình cảm tưởng là có một cái gì đó gọi là cái phần hồn, cái phần thể phách tinh anh trong người chúng ta. Mà cái phần hồn đó chúng ta không hiểu nhiều, mà chúng ta cảm tưởng là cái linh hồn đó nó làm tất cả mọi thứ. Nhưng mà riêng về đời sống nội tâm đó, thì rõ ràng là Pháp có nói đến bốn cái thành tố của cái gọi là đời sống nội tại, hay đời sống tinh thần, tâm thức của chúng ta. Đó là thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Thứ nhất là mình nói về thọ quẩn. Thọ quẩn, cái chữ thọ có nghĩa là nhận. Thọ quẩn có nghĩa là cái cảm biến. Nó tương tự như là ngày hôm nay quý Phật tử sử dụng cái điện thoại iPhone hay điện thoại Android đó, thì người ta có cái kỹ thuật gọi là màn hình cảm biến. Cái sự cảm biến này đó, nó thường được hiểu lầm là phản ứng tâm lý. Cảm biến không phải là phản ứng tâm lý. Nó chỉ là thọ thôi, nó chỉ là nhận thôi. Ví dụ như chúng ta đưa ngón tay vào, chúng ta quét qua màn hình, chúng ta quét lên, quét xuống, quét ngang, chúng ta bấm vào một cái vị trí nào đó, thì ở trên màn hình, thưa quý vị, nó có cái khả năng cảm biến. Từ cái khả năng cảm biến đó, nó mới gửi về cái bộ óc, cái bộ não của cái máy điện thoại. Và máy điện thoại đó nó mới cho chúng ta một cái phản ứng khác. Thành ra cái mà chúng ta thường hiểu sai lầm vừa giữa cái cảm thọ với cái cảm xúc. Cảm xúc vui buồn nó là một phản ứng. Nhưng mà cảm thọ đó, nó là một trạng thái bị động. Nó là trạng thái nhận chịu. Chúng tôi thường lấy cái ví dụ mà đôi khi hơi khó hiểu một chút là radar chủ động và radar bị động. Nhưng mà ở đây cảm thọ có nghĩa là cái trường hợp chúng tôi nói như vậy là như là chúng ta đi nha sĩ, người ta rút canal, người ta lấy cái tủy xương ra ở trong răng chúng ta. Tại sao người ta lấy tủy xương răng chúng ta? Bởi vì
chính cái tủy xương đó nó đóng cái vai trò để nó tạo nên cảm thọ. Có cái tủy xương trong cái răng á, thì cái răng của chúng ta gọi là cái răng sống, mình ăn nó ngon hơn. Và khi mà chúng ta rút tủy xương ra đó, thì cái răng chúng ta đó nó chết rồi, nó không còn có cái cảm thọ nữa, chúng ta ăn không thấy ngon hơn. Thật ra người ta ăn cơm, người ta ăn với răng thiệt nó ngon hơn ăn với răng giả. Chúng ta đừng nghĩ rằng mình ăn chỉ có ăn với cái lưỡi không mà còn có cái răng nữa. Tuy nhiên cái tủy của răng nó có một cái dở đó, là nó cũng là cái nó cho chúng ta đau nhiều hơn. Nếu răng chúng ta khi bị đau nhiều quá, bị nhức nhiều quá, mà mình lấy được cái tủy răng ra đó, tại cái đó nó hệ thần kinh, mình lấy tủy răng ra thì chúng ta không còn đau nữa. Bởi vì chúng ta hạnh phúc với cảm thọ mà chúng ta cũng đau khổ với cảm thọ. Cái chuyện đó mình không biết thì nó không có vấn đề, mà mình biết thì nó có vấn đề. Thì cái cảm thọ là cái gì mà tương đối nó hơi khó hiểu ở trong cuộc sống của chúng ta. Nhưng mà chúng ta tạm hiểu cảm thọ đó là cảm biến trong đời sống. Chính cái cảm biến này đó, nó cho phép chúng ta chiêu cảm cái nghiệp trong quá khứ. Đây là tốt, đây là xấu, đây là thọ hỷ, đây là thọ xả, v.v. Và tâm thức luôn luôn có cảm thọ. Cái kế tiếp chúng ta gọi là tưởng quẩn. Tưởng quẩn là gì? Tưởng quẩn nó là một sự nhận thức mà dựa trên cái sự trải nghiệm. Ở trong cái danh từ chuyên môn ngày nay người ta gọi là processor. The processor, the process. Process là gì? The process tức là một cái bộ phận để nó thu thập dữ liệu, tức là thu thập cái input là cái dữ liệu đem vào, và từ cái thu thập dữ liệu đó nó đi qua một cái tiến trình process để cho chúng ta biết, cho chúng ta cái output. Thành ra giữa cái input và output, giữa cái mà đem vào và cái đi ra đó, thì nó qua một cái quy trình, qua một cái tiến trình gạn lọc, cái tiến trình tiếp thu, đánh giá, phân định. Tại sao chúng ta có thể đánh giá một việc điều gì? Là do chúng ta dựa trên những dữ kiện quá khứ. Quý vị thấy ở trong tòa án, trong phiên luật pháp, người ta xử một vụ gì, ta hay lấy những cái tiền án, những cái án lệ trước kia, và họ đã giải quyết hiện tại. Khi một vị tướng ra trận đó, thì dùng cái kinh nghiệm trận mạc mà mình đã có, hay là mình học ở trong quân trường, học ở trong binh thư, ví dụ như là những cái người vị tướng đến quốc xã, là hầu hết đều phải đọc qua Tam Quốc Chí. Tại thật ra Tam Quốc Chí ở trong đó nó có đưa ra rất nhiều những cái trận chiến, mặc dù nó trên tiểu thuyết thôi, nhưng mà nó gợi cho rất nhiều ý tưởng. Thì nói tóm lại, con người chúng ta hiểu một cái chuyện gì đó, không phải chúng ta chỉ thấy, chỉ nghe và mình hiểu được liền, mà mình vận dụng cái kiến thức, cái kinh nghiệm, sự giáo dục, cái gì mình đã hấp thụ. Bởi vì quý vị thấy cũng một sự việc đó thôi, nhưng mà chúng ta nhận thức một cách khác. Quý vị vào trong room nghe pháp, mà quý vị nào mới vào nghe, nghe danh di vĩnh từ rất là lạ tai, vì sắc thọ tưởng hình thức nghe lạ. Nhưng mà khi mà quý vị đã nghe quen rồi đó, thì những danh từ đó không lạ tai nữa đó, thì khi những danh từ quen thuộc không lạ tai, mình sẽ tiếp nhận nhanh hơn, mình không còn bị kẹt, bị lúng túng. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta đem cái đã được hấp thụ, đem cái đã kinh nghiệm để giải quyết. Thật ra khi mà mình làm về những cái lập trình về điện toán, thì quý vị biết là cái input và output rất là quan trọng. Không có cái input thì không có cái output. Nghĩa là cái gọi là processor. Processor là nó nhận cái dữ kiện, và trong dữ kiện đó nó phải dựa trên một số những cái gì đã được lập trình để nó đánh giá, lượng định và có cái phản ứng thích hợp. Nên chi cái gọi là tưởng quẩn là gì? Tưởng quẩn là một cái gì liên quan đến sự kinh nghiệm trong quá khứ, cái gì đã trải qua, cái gì đã hấp thụ, cái đó nền giáo dục. Do chúng ta có tưởng quẩn nên chúng ta gọi là mình là người Việt Nam, mình nói thăng năng theo người Việt Nam, ăn uống theo kiểu Việt Nam, suy nghĩ theo kiểu Việt Nam, thì
là cái giống gì đi nữa thì chúng ta cũng dựa trên cái mình đã trải nghiệm, cái mình đã hấp thụ để mình phản ứng, thì cái đó thuộc về tướng quẩn. Và bây giờ thì chúng ta nói đến hành quẩn. Hành quẩn là gì? Hành quẩn á, tức là cái khả năng chọn lựa, cái quyết định là quẹo trái hay quẹo phải, đi tới hay đi lui. Và sự chọn lựa này nó tạo nên cái màu sắc mà chúng ta gọi là của trắng đen, của thiện ác, hay là của cái mờ nhạt, màu xám tro, nửa thiện nửa ác, v.v. Thì cái sự lựa chọn này đó, nó nhiều khi trong cuộc sống nó bị ảnh hưởng bởi thói quen. Nó bị thói quen. Và nó cũng có thể là dựa trên lý trí. Ví dụ như mình thấy một cái tiền của một cái món đồ quý hay là một số tiền người ta bỏ rơi ngoài đường, mình có hai sự lựa chọn, là mình lấy cái đó mình đem đến mình giao cho cảnh sát, mình nói rằng có người là mất đồ và người ta sẽ cho vào trong cái found để có ai đến đi tìm đó, người ta tìm. Hoặc giả mình bỏ túi mình xài luôn, mình nghĩ rằng ồ người ta bỏ mình có quyền lấy. Thì cái sự lựa chọn làm thế nào đối với cái của đánh rơi như vậy đó, ở trong đó nó có thái độ của sự lựa chọn. Và trong đời chúng ta không phải có một sự lựa chọn mà có rất nhiều sự lựa chọn. Mình tự nhiên mình thấy một người làm chuyện gì mình không hài lòng, mình có hai sự lựa chọn. Một đó, là mình phản ứng bằng cách là mình quát tháo lên, mình đã làm như vậy là làm sai. Và mình cũng có sự lựa chọn khác là mình có khả năng phản ứng mềm mỏng hơn, hay là có tất cách xây dựng hơn. Thì nói chung thưa quý vị, hành quẩn là chúng ta nói đến cái sự phản ứng của chúng ta. Bởi vì hồi nãy chúng tôi nói rằng cái cảm thọ đó nó là một sự cảm biến, và hành quẩn nó là một cái phản ứng. Nếu chúng ta không khéo, chúng ta rất dễ lầm lẫn giữa cái cảm biến và cái phản ứng. Và quý vị nhìn trên cái màn hình đó, cái cảm biến nó chỉ là screen, nó chỉ là cái mặt của màn hình thôi, cái màn hình cảm biến. Nhưng mà cái phản ứng đó, thì nó thuộc về những gì mà mình đã dạy nó, dạy trong cái điện thoại. Trong trường hợp cái chỗ đó được đụng vào thì nên phản ứng như vậy. Thành ra nó sự khác biệt lớn giữa thọ quẩn và hành quẩn. Và bây giờ thì sau khi chúng ta nói về thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thì chúng ta nói về thức quẩn. Thức quẩn dĩ nhiên là một cái sự nhận thức của chúng ta đối với cảnh. Và nó cũng là cái cơ sở nền tảng khi mà chúng ta nói về tâm thức. Ở trong Thắng Pháp á, thì chúng ta có học về 121 tâm, chia thành tâm hiệp thế, tâm siêu thế. Tâm hiệp thế có tâm dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Dục giới có tâm thiện, tâm bất thiện, tâm vô nhân, v.v. Nhưng mà ở một mặt khác thì khi mà chúng ta nói về tâm thì chúng ta nói về sáu thức, hay là nói về tám thức. Đó là nhãn thức, tức là thị giác, nhĩ thức là thính giác, tỷ thức là khứu giác, thiệt thức là vị giác, thân thức là xúc giác, và ý thức, tức là chúng ta nói về một cái sự hiểu biết, sự nhận thức nằm ngoài năm thức kia. Nhưng mà nó không phải là giác quan thứ sáu. Người Việt Nam của chúng ta, hay là người trong Anh ngữ, nói giác quan thứ sáu, linh cảm. Và nói về linh cảm, nói cái gì đó mà không giải thích được. Ở đây ý thức trong Đạo Phật là nói gì mà nó nằm ngoài ra năm cái cảnh sắc, năm cái nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, thì nó gọi là ý thức. Thì thưa quý vị, sáu thức này đó, nó được xem như là sáu cái sự phân loại căn bản khi mà chúng ta nói về đời sống nội tâm. Bởi vì tâm có biết cảnh, biết cảnh sắc gọi là nhãn thức, biết cảnh thinh gọi là nhĩ thức, v.v. Thì cái này chúng ta gọi là giác quan. Cho có sáu giác quan, thì giác, thính giác, khứu giác, vân vân, thì có giác quan thì chúng ta mới thấy rằng cuộc sống này không đơn thuần chỉ có hiện tượng, mà còn có khả năng nhận thức hiện tượng. Và đôi khi hiện tượng đó là hiện tượng chủ quan, đôi khi hiện tượng khách quan. Có khi tâm biết cảnh, rồi có khi tâm biết tâm, và có khi đạt đến cái ví dụ thì phi tưởng, phi tưởng,
Dạ, có tưởng cũng cũng đúng mà không tưởng cũng cũng đúng. Chuyện này chúng ta cũng đã nghe nói đi nói lại rất là nhiều lần, nhưng mà đại khái bởi vì có giác quan, tức là có cái biết, do đó có cái năng tri và cái sở tri, và chính cái năng tri cũng là sở tri, và đôi khi cái sở tri nó cũng là năng tri, nó là một cái cuồng chỉ rối nuôi. Nhưng mà dù sao đi nữa thì trong cái thế giới duy vật, người ta gọi là hiện tượng giới, người ta chỉ nói đến vật chất thôi. Khi nói đến vật chất thì nó không đủ, bởi vì đạo Phật dạy rằng ngoài cái vật chất thì còn có cái biết vật chất. Cái biết vật chất, cái vật chất đó cái là cái năng tri. Cái đó chúng ta gọi là danh quẩn, hay là chúng ta gọi là tâm thức. Do vậy khi nói đến sáu thức thì chúng ta biết rằng có sáu giác quan, nhận thức, sáu cảnh. Và do vậy chúng ta nói lên toàn bộ cái gọi là đời sống nội tại của chúng ta, hay là thường nghĩ đó là linh hồn. Thì bây giờ khi mà chúng ta nói đến thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, thì như vậy á, bốn cái quẩn đó nói lên cái đời sống nội tâm. Và bốn quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn đó, nó không có phải là một cái thực thể hằng cửu, mà nó biến động vô lượng và nó biến hóa không lượng. Nó tương tự như bây giờ quý vị thấy một đứa trẻ tên là bé A, bé B gì đó. Nhưng mà khi mà chúng ta nói về bé A, bé B, chúng ta chỉ nói đứa bé nó là như vậy đó, nó thôn khôn ngoan, nó đẹp, nó xấu, vân vân. Nhưng mà chúng ta đừng quên rằng nó biến hóa nhiều lắm. Chúng ta gặp một đứa bé mà cách đây 3 năm mới gặp lại nó lớn lên, tâm sinh lý nó thay đổi, nó ở cái tuổi đó quần áo cũng phải mặc lớn hơn, cái sự nhận thức lớn hơn, tức là nó biến hóa không được, khôn lược, chúng ta không có biết được. Thì cái gọi là thọ quẩn, tử quẩn, hành quẩn, thức quẩn, hay cái gọi là tâm của chúng ta đó, thứ nhất là nó là kết hợp bởi nhiều thành phần, và những thành phần này không có một thứ nào đứng yên hết. Chúng ta nhớ là khi mà mình mới qua bên Mỹ, hay là hồi nhỏ mới đi chùa, mình khác, nhưng mà đi chùa lâu, học nhiều, qua Mỹ mình biết nhiều thứ, thì mình là một người khác. Mình có thay đổi, mình không biết được. Thành ra cái sự biến hóa của đời sống nội tâm đó, tự nó rất khác biệt với một cái quan niệm mà thường thức nói rằng một linh hồn bất biến. Đạo Phật không nói đến linh hồn bất biến. Đạo Phật nói đến một cái trạng thái nội tại mà nó là một cái sự hỗn hợp giữa của thọ tưởng hành thức, và của thọ tưởng hành thức thì nó biến hóa vô cùng. Biến hóa vô cùng, giống như là chúng ta học về kinh dịch, dịch là biến hóa. Bây giờ thái cực thì sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi tướng tượng sinh bát quái, bát quái sinh ra sáu bốn quẻ quá hạn, cái này cộng cái kia nó ra cái nọ, thế đó. Và cái tiến trình đó nó liên tục, kết hợp và biến hóa, kết hợp và biến hóa, nó tạo ra cái mà chúng ta gọi là một đời sống nội tâm luôn luôn hằng chuyển, luôn luôn biến hóa khôn lường. Thì bây giờ thứ gì ở đây á, chúng ta lại nói tới hai cái phạm trù, một cái gọi là thực thể, một cái gọi là biến hóa, tức là nói về năm quẩn và năm thủ quẩn. Ví dụ chúng ta nói về thực thể là chúng ta nói về quần áo, y phục, là đó là thực thể. Nhưng mà khi chúng ta nói về năm thủ quẩn á, là chúng ta nói về thời trang, nói về hàng hiệu. Tại sao trong cái thế giới này cũng là quần áo, cũng là màu sắc, nhưng mà người ta lại chuộng một cái mạc, một cái hiệu này hơn người hiệu khác. Và cái hiệu đó có thật hay không thật? Thì cái hiệu đó, nó ở một phương diện nào đó, nó là thật. Tại vì quả thật là do cái hiệu đó người ta mua nhiều, do cái hiệu đó người ta xài nhiều, do cái hiệu đó được ưa chuộng. Nhưng mà cái hàng hiệu nó cũng là một cái huyễn hoa, nó chỉ là một ý niệm thôi, nó là một khái niệm giả. Chúng tôi lấy ví dụ là có một người nào đó họ thích thời trang, họ thích một cái hiệu nào đó, thì từ cái quần, cái áo, cái vớ, cái nón họ cũng xài cái hiệu đó. Và khi họ xài hiệu đó họ cảm thấy rằng như vậy là có giá trị, như vậy là sang, như vậy là đẹp, như vậy là đi ra bên ngoài mình cảm thấy hãnh diện, là tại vì mang xài hàng hiệu. Thì quý vị hỏi hiệu là thực hay giả, thì quý vị, cái hàng hiệu đó nó
nó vừa thực mà nó vừa giả. Nó thực ở chỗ này là quả thật là mình mua đồ hàng hiệu thì nó mắc tiền hơn, mình ra đường người ta thấy nó sang hơn, thấy nó đẹp hơn. Mà nó là giả là tại vì thật ra đôi khi cái hiệu không nhất thiết nó tốt hơn cái không có hiệu. Ngày hôm nay có những cái bản báo cáo của những cái tờ như Consumer Report, họ cho chúng ta biết rằng có nhiều khi người ta bán một đôi vớ, một cái quần áo gì đó gọi là hàng hiệu, nhưng không nhất thiết là cái phẩm chất cái nó cao hơn là những cái mà không có, nhưng mà cái khác biệt đó là hàng hiệu thôi. Thật ra trong cái trong phần giáo Bắc truyền hay trong chữ Hán đó thì có một cái khái niệm này rất quen thuộc, gọi là biến kế sở chấp. Và biến kế sở chấp, thật ra thì cái biến kế sở chấp đó, nó giống như chúng ta đang ngủ quần này và đang nằm trong tủ quần, nghĩa là quý vị nghe nói rằng hồi trước chúng tôi có đôi khi nói rằng người ta có một câu dân ngôn, người ta nói rằng bạn không có cưới một người phụ nữ mà bạn cưới ba người phụ nữ. Một á, là người phụ nữ thật, hai là người phụ nữ trong trí tưởng của bạn, và ba là người phụ nữ do cái cuộc hôn nhân mà tạo thành. Tức là không phải chỉ có một người vợ, mà người vợ có tới ba người vợ là một người thật của người đó, và một cái người mà trong trí tưởng tượng của người chồng, và một cái người vợ là do cái kết quả của hôn nhân mang lại. Thì ở đó khi mà trong danh từ di thức hay là trong danh từ chữ Hán gọi là biến kế sở chấp đó, có nghĩa là đúng là nó có một cái đối tượng thật như vậy, nhưng mà ngoài cái đối tượng thật ra nó còn có một thứ khác nữa là do cái chấp thủ, do cái chấp thủ cái bám víu, do cái sự đối đãi, do cái khái niệm thì mà chúng tôi hồi nãy nói là trong danh từ di thức gọi là biến kế sở chấp đó, thì ở đây khi chúng ta gọi là năm thủ quẩn, thì năm thủ quẩn nó không phải là nằm ngoài năm quẩn, mà năm thủ quẩn là nó dựa trên quẩn, nhưng mà ở đây nó là một cái sự nó là một cái sản phẩm của sở chấp. Dạ. Chúng tôi có cái lấy ví dụ quý vị là quần áo là quần áo, nhưng mà một khi mà người ta biết cách tạo nên một cái mạc, một nhãn hiệu đó nổi tiếng. Dạ. Như quý vị thấy ngày hôm nay là những người trẻ đó họ rất chuộng xài đồ hiệu, thì cái hiệu đó nó là một thứ biến kế sở chấp. Nó thật cũng được mà nó giả cũng được, nó đúng cũng được mà nó sai cũng được. Thật ra bây giờ mình mặc bộ đồ thì quan trọng là nó có vừa hay không vừa, nó ấm hay là nó không đủ ấm, nó thoải mái hay không thoải mái, cái đó là cái thực. Nhưng mà khi mặc bộ đồ vào mà nó có cái hiệu làm cho người ta cảm thấy sang hơn, cảm thấy đẹp hơn, cảm thấy thoải mái hơn khi mà mình mặc cái đồ đó, hay thậm chí mình bỏ số tiền gấp 2, gấp 3 lần để mua bộ đồ đó chạy vì cái hiệu thôi đó, thì cái đó quý vị gọi thật hay giả, thì chúng ta nói rằng nó nửa thật nửa giả. Tức là cái đó nó cũng có cái thật, cái đó nó cũng có cái giả. Chúng ta nói có cái thật là không phải bộ quần áo đó nó không thật, nhưng cái giả là đôi khi cái sang, cái đẹp, cái mà đáng hãnh diện đó nó chỉ là một thứ biến kế sở chấp. Thật ra khi mà chúng ta nói về năm quẩn không đủ thì chúng ta còn phải nói năm thủ quẩn. Thật ra năm thủ quẩn này đó nó không phải là tách rời hoàn toàn năm quẩn, nó cũng dựa trên năm quẩn, nhưng mà ở trong đó nó có cái tô hồng chút lục, nó có cái vẽ rắn thêm chân, nó có những cái nó cũng có những cái khoan tưởng, những cái ảo tưởng, những cái giả tưởng về sắc thọ tưởng hành thức. Nhưng mà chính đó là cái gì mà chúng ta sống trong đời sống. Ví dụ trong cuộc sống này chúng ta nói là một người đàn ông tầm thường, người đàn ông lịch lãm, một người nữ thế này, người nữ thế kia, cái đó là biến kế sở chấp. Nhưng mà khi mình nói rằng đây là sắc, đây là thọ tưởng hành thức, thì cái đó là cái thực chất. Và khi mà chúng ta tu tập thiền quán đó, một cái khả năng mà có thể lẳng lặng nhìn hơi thở vô, đây là hơi thở vô, đây là hơi thở ra, đây thở dài, hơi thở ngắn, là chánh niệm một phần nào đó giúp cho chúng ta điều tiết lại, giảm bớt lại cái mà chúng ta gọi là biến kế sở chấp, hay là cái gọi là năm thủ quẩn. Từ cái năm thủ quẩn đi đến năm quẩn đó, nó trong đường tơ cả tóc thôi, nhưng mà thứ vị không có dễ dàng. Tại vì chúng ta luôn luôn sống với cái ảo giác, cái chúng ta luôn luôn sống với chấp thủ. Và giá trị của xã hội này hầu hết
chúng tôi nói không hoàn toàn, nhưng mà hầu hết nó dựa trên cái biến kế sợi chấp, nó dựa trên cái gọi là thủ quẩn, nó dựa trên cái gọi là cảnh thủ, nó dựa trên cái gọi là chấp thủ. Và cái chấp thủ này, chúng tôi lấy ví dụ là đôi khi chúng ta thấy cái áo dài kimono, cái áo kimono của Nhật, cái áo dài Việt Nam mà cái sari của Ấn Độ, mà cái mà mình thấy gọi là nó không đẹp đó, thì chúng ta không biết là cái đẹp hay không đẹp đó nó là thật hay nó là giả. Tại vì sao vậy? Tại vì chúng ta không phải là người Nhật á. Đôi khi mình thấy cái áo dài, cái áo kimono nó không đẹp như áo dài của Việt Nam. Hay là chúng ta không phải là người Ấn á, chúng ta thấy rằng cái áo dài Việt Nam đẹp hơn cái sari của người Ấn. Nhưng mà thưa quý vị, người Ấn á, họ cũng có loại áo tương đương với áo dài Việt Nam, nhưng họ không thấy nó đẹp cho đến khi họ mặc cái sari vào. Thành ra ở trong đó nó có cái mà chúng ta gọi là cái ảnh hưởng của văn hóa, cái ảnh hưởng của nơi mà chúng ta sinh, ảnh hưởng của nền giáo dục. Và cái đó gọi là thực cũng phải, mà nói là giả cũng phải. Nó là một cái sự thi thiết. Và nó sự thi thiết. Chúng ta sống ở tại Nhật Bản thì tự nhiên đã quá quen thuộc với cái kimono, nhất là đi trong cái mùa hoa anh đào, quen thuộc với người ta mặc đi kimono, đi vú gỗ, đi lúp súp. Nhưng mà đối với người Việt Nam mình chẳng thấy gì đẹp nếu chúng ta mới đến đó lần đầu tiên. Thì tất cả cái đó nó đều là một cái thi thiết, nó đều là một sự một sự giả lập, hay nói theo danh từ nôm na thư thức của mình, chúng ta gọi là bài đặt. Tức là bài rất là đặt. Nhưng mà tại vì bài đặt lâu quá rồi nó trở thành một giá trị như là một chân lý, nhưng mà kỳ thực nó là một cái sự giả lập. Nó là giả lập, nhưng mà đừng nghĩ nó giả lập hoàn toàn. Năm thủ quẩn không phải là giả. Cũng như chúng tôi nói rằng trong thế giới mình sống bây giờ đó, thời trang không phải là giả, thưa quý vị. Tại vì quý vị biết hàng năm thời trang đem lại con số không phải là hàng tỷ đô la, cả hàng mấy trăm tỷ đô la tiền về cái thế giới thời trang. Thời trang là một ở trong những bộ phận lớn của kinh tế. Và quý vị không tin, quý vị đi ra ngoài chợ hay là đi bất cứ đâu, người ta mua, người ta dựa thời trang hết. Thời trang là cái gì? Thời trang là nhãn hiệu. Nhãn hiệu là cái gì? Nhãn hiệu là cái gì đó mà nó đi qua một quá trình. Đồng ý là người ta có cái chuyện mà chế tác, sáng tạo, nhưng mà ở trong đó nó cũng có quảng cáo, nó cũng có cái thủ thuật để cho làm cho những người tiêu thụ mê mệt, dính bắt vào những cái nhãn hiệu. Thì chúng ta không biết là nhãn hiệu là thực hay giả cũng vậy. Khi mà mình nói về năm quẩn là mình nói khác, nhưng mà năm thủ quẩn là chúng ta nói về một cái ý niệm khác. Quý vị quan hỷ chờ chúng tôi chút xíu nha. Quý vị chờ chúng tôi chút xíu. Thượng tọa, dạ không biết thượng tọa Hóp Tân hay tọa Tư Nguyện có video được quý vị quan hỷ nói cho chúng tôi được không? Chúng tôi sẽ trở lại liền trong giây lát. Xin hỏi là thượng tọa Pháp Tân hay thượng tọa Tự Quyền có vị nào đang có mặt ở trước máy? Dạ, chắc có con. Hai vị đó không có. Ô, dạ, dạ. Kính thưa thượng tọa Tự Quyền, có thể giúp nói cho vài phút thượng tọa, tại đang có việc chút. Dạ. Nam mô Bụt Thầy, dạ Nam mô Tham Ma, dạ Nam mô Sơn Khai, dạ. Dạ thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn quý vị. Để chúng con kính lễ đến Đức Phật, Giáo Pháp và chúng tăng. Kính lễ đến Thượng tọa Giác Đẳng, Thượng tọa Pháp Tân, Thượng tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tự Tri, Đại Đức Tự Đức, Sư Nguyên Thông cùng Chư Tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị. Hôm nay chúng ta học cái phần mà tập yếu phần. Có thể nói rằng là ở trong cái tinh thần của Vi Diệu Pháp, chúng ta thấy có thể nói đến tất cả. Nhưng ngày hôm nay nói về cái ngũ quẩn hay là ngũ thủ quẩn mà chúng ta đã được nghe Sư Phụ Thầy Siêu đã nói. Vì ở trong cuộc đời này mà còn hiện hữu là còn đau khổ, còn hiện hữu tức là còn tiếp diễn của sắc, thọ, tưởng, hành và thức quẩn này.
thì ngay khi đó chúng ta còn khổ. Dầu cho chúng ta ở cõi giới nào, dĩ nhiên ở cõi giới của cõi khổ thì chúng ta không nói được quá khổ rồi, nhưng ở cõi giới vui như là các cõi trời hay là cõi người, dầu cho vui như thế nào, hết cái vui đó rồi nó cũng quạt tới cái khổ. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chúng ta còn chấp thủ, chúng ta còn bám víu, và nó bị cái sự vô thường, nó bị cái sự khổ não, nó bị cái sự vô ngã. Dầu cho cảnh giới đó nó có cao sang, nó có nhẹ nhàng, nó có vi tế như thế nào, như các cõi trời ở các tầng thiền, các cõi thiền, phải nói rằng cái dục của chúng ta đó, cái sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc mà do thân này xúc chạm, mắt mắt cảnh sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, thân xúc chạm lưỡi nếm vị, vân vân, những cái hình thái đó, đó chúng ta tiếp xúc bằng cái thô, bằng cái sắc thô hay là bằng cái thô tướng đó, rồi chứ chúng ta chưa có hưởng dục bằng một cách cao cấp đâu. Bởi vì họ có cái sắc thân ngũ uẩn, có sắc uẩn, nhưng họ bị những cái ô uế như chúng ta nhiều, cũng có như điều mà ít hơn chúng ta nhiều. Mà khi họ xuất hiện những cái ô uế đó là họ sắp sửa hết phước, là họ sanh xuống cõi thấp, có thể là cõi người hay là rơi vào cõi khổ cũng có. Thì dầu hình thái nào cũng vậy, yếu tố của sắc, của thọ, của tưởng, của hành, của thức, nó đều bị cái sự vô thường nó thay đổi. Sắc pháp thì thay đổi rồi, sắc uẩn là thay đổi, chúng ta hiểu đi. Và Đức Phật ngài nói trong bài kinh Đa Thọ thì cũng vậy: này Xá Lợi Phất, cảm thọ là thường hay là vô thường? Bạch Thế Tôn, cảm thọ là vô thường. Thì ở đây yếu tố tâm lý của cái người ở cõi trời dục giới, sắc giới, vô sắc giới, vô sắc giới, thì yếu tố của tâm lý hay là của tâm thức này có mặt ở các nơi đó, thì cảm thọ đó nó cũng vô thường. Cảm thọ nó vô thường, tưởng cũng vô thường, thức cũng vô thường. Bởi vì trong cái đống, trong cái khối đó, trong cái nhóm đó, cái nhóm của thức quẩn, trong nhóm của thọ quẩn, trong nhóm của tưởng quẩn, trong nhóm của hành quẩn, tất cả nó phải vô thường. Mà chúng ta chấp thủ nó thì chúng ta đau khổ. Tại sao mà chúng ta luôn luôn, chẳng hạn như bây giờ chúng ta chấp ái, chấp ngã, chấp hữu, vân vân, những cái chấp đó nó đều là cái anusaya, từ tiền thân nó ngâm, nó tẩm và nó ẩn chứa, cho nên chúng ta khó có nhìn thấy nó, thật sự khó nhìn thấy và khó có thể mà buông bỏ, và khó có thể mà sợ hãi. May mắn thay chúng ta hiểu biết được Phật pháp thì chúng ta mới chiêm nghiệm, chúng ta mới suy nghĩ, rồi chúng ta mới thấy được các pháp nó vận hành như thế. Chứ còn một người bình thường, họ sống với một cái đời sống bình thường, thì họ không nghĩ tưởng tới một cái chuyện nó sâu sắc, mà nó kiểu như nó diễn tiến như vậy, hay nó bi lụy như vậy, phải bi lụy mà nó thay đổi như vậy. Họ không suy nghĩ như vậy, họ luôn tránh trốn. Thì dầu cho có trốn tránh như thế nào thì mọi yếu tố đó nó đều diễn biến theo cái quy trình của chính nó. Nó sinh tiếng dị diệt, hay hoặc nó sinh trụ diệt theo quy trình của sắc pháp hay của danh pháp. Thì ở đây, nếu con người chấp quấn là con người khổ. Tại sao chấp quẩn nó khổ? Tại vì nó thay đổi, nó biến chuyển. Mình đâu có thể tồn tại mãi trong cuộc đời này. Cái sắc pháp, sắc tâm, sắc nghiệp này
nó thay, do tâm thay đổi mà. Cảm thọ vô thường, tưởng cũng vô thường, hành cũng vô thường, thức nó cũng vô thường. Không có chuyện gì mà vui mãi, không có chuyện gì mà cũng khổ mãi, buồn mãi đâu. Nó phải có cái, nó có sự thay đổi. Thì cái giá trị thay đổi đó đó là yếu lý để tất cả chúng ta nhìn thấy vào đó, quán xét vào đó, để cảm thụ, để cảm nhận. Cho nên vì vậy, đứng ở vai trò nào cũng vậy. Chúng ta biết dầu chúng ta có giàu có, quyền quý, cao sang, danh vọng, khôn ngoan như thế nào, thì cũng một cái con người này. Rồi nó đổi thay và nó kết thúc. Bao nhiêu năm một kiếp người, 60 năm, 70 năm, 80 năm của một kiếp con người. Như thế đã là quá nhiều, khó tìm, là khó thấy, là khó gặp. Cho nên nếu chúng ta tu, chúng ta hiểu biết được những quy như vậy, thì chúng ta không có bị mê lầm, chúng ta không có bị dẫn dắt, chúng ta không có bị chi phối, và chúng ta không có bị mệt mỏi để nó luôn luôn phải theo ta qua đời này, qua kiếp nọ, qua chuyện này, qua sắc tố này, qua yếu tố kia, và cuối cùng rồi nó cũng như thế, bỏ cái sắc thân ngũ quẩn này, tạo thành một cái sắc ngũ quẩn mới. Hay nếu mà người có tu tiến thì sanh về các cõi thiền, dù cho là cao cấp, nhưng ở đó cũng nằm trong giới vứt của tam giới này, giới vứt của sanh tử luân hồi, giới vứt của cái sanh cái diệt, hay là cái sanh cái lão, cái bệnh, cái tử, mà chúng ta không thể nào thay đổi được, mà chúng ta không thể nào mà biến chuyển được một cách tuyệt đối. Đành rằng các tuổi thọ của cõi trời, mà đặc biệt các cõi thì nó lâu lắm, là lâu, không biết bao lâu, thì cái sự tương ứng nó cũng như là sự tương ứng với các cõi địa ngục chứ. Ở các cõi địa ngục vì đau khổ lâu dài, thì ở các cõi thiền cũng hưởng lạc lâu dài. Những cảm thọ khổ đó rồi cũng đi qua, rồi cảm thọ lạc của thiền rồi cũng chấm dứt. Yeah. Cho nên nếu như chúng ta hiểu được như thế, đếm là một vấn đề. Khi còn hiện hữu, khi còn xuất hiện trong cuộc đời này, trong tâm giới này, thì tất cả chúng ta phải chịu như thế. Không ai phân xử cho ta cả, mà chính là ngũ uẩn này, do chúng ta chấp thụ, do chúng ta ái luyến, do chúng ta tôn tạo. Chứ sự thật ra, nó chính là một đống, nó chính là một khối. Một đống một khối này rồi nó phải rã tan, rồi nó phải biến chuyển chỗ này, chỗ kia. Đời này, đời nọ, tiếp diễn tiếp như thế. Ở kính bạch thượng tọa đã quay trở lại chưa? Nếu tôi quay trở lại, cô kính cũng tỉnh thượng tọa. Dạ, đã trở lại rồi. Chưa? Dạ, cũng cảm ơn được thượng tiên thượng tọa tiểu nhiều. Dạ, một Phật và kính thỉnh ngài. Dạ, nhập lại. Dạ, xin tiên thượng tọa tiểu quyền đã tiếp lời. Thưa quý vị, những ngày cuối năm thì ở chùa có một số công việc. Bây giờ chúng tôi tiếp theo như vậy là ngày hôm nay chúng ta học về năm quẩn. Chúng ta rất là cần có một cái nhìn toàn diện. Bởi vì không có thấy được cái tính toàn diện của đề tài đó, thì thưa quý vị, chúng ta sẽ... chúng ta không có nắm hết được cái giá trị của điều mà chúng ta gọi là hàm tận. Dạ, chúng ta gọi là hàm tận. Thì nói về toàn diện của vấn đề đó, thưa quý vị, có một cái phát kiến rất là quan trọng của thế kỷ 20, mà qua cái khối óc của Albert Einstein, là một nhà khoa học mà nổi bật về vật, mà ông đã đưa ra cái thuyết gọi là thuyết tương đối đó. Thì ông có nói rằng
chúng ta không thể nhìn vũ trụ, nhìn cuộc sống chỉ đơn giản từ phương diện thời gian hay không gian, mà khi mà nói về thuyết tương đối, nói về vật lý tương cuộc sống thì thời gian và không gian nó phải liên hệ mật thiết, không thể tách rời được. Lấy ví dụ như là mình nhìn lên bầu trời, mình thấy các cái thiên hà, các cái vì sao, và những cái hình ảnh của các vì sao đó có thể đến với chúng ta qua nhiều triệu năm ánh sáng. Và khi chúng ta thấy là chúng ta thấy thuộc về quá khứ. Cái vận tốc ánh sáng nó liên hệ đến thời gian. Và người ta nói đến cái hiện tượng gọi là bẻ cong thời gian và ánh sáng. Thì thật sự trong cái văn học, ở trong cách nói của chúng ta, thời gian và không gian là hai khái niệm riêng biệt. Nhưng mà trên phương diện vật lý đó, thì người ta nói rằng không thể nhìn sự việc đơn thuần qua cái phạm trù thời gian hay là qua phạm trù không gian, mà là một cái sự kết hợp cả hai không thời gian. Thì bây giờ tương tự như vậy, khi mà chúng ta nói đến năm quẩn đó, thì chúng ta không phải chỉ nói đến cái hiện tượng mà nó đang xảy ra ở trong giờ phút này ở đây, đây là sắc thọ tưởng hành thức, mà chúng ta còn phải nói đến một cái chiều kích rất là quan trọng, đó là chi phối của nghiệp ở trong quá khứ. Và không phải chỉ chi phối nghiệp trong quá khứ, mà còn có một cái mà chúng ta gọi là chấp thủ, ở đây chúng ta gọi là thủ quẩn, hay là biến kế sở chấp, tức là cái không phải chỉ có đơn thuần là hiện tượng như vậy, mà còn có thêm một thứ khác nữa. Và cái đó chúng ta gọi là do cái sở chấp, do cái ngã chấp, do cái vô minh và ái dục chúng ta tạo nên. Thì cho dù chúng ta có nhìn nhận hay là chúng ta phủ nhận, chúng ta thích hay không thích, thì cũng phải nói một điều rằng tất cả những gì xảy ra xung quanh chúng ta đó, nó hoàn toàn, và nó hoàn toàn dựa lên trên cái mà chúng ta gọi là sự hỗn hợp hay là sự pha lẫn giữa cái hư, giữa cái quá khứ hiện tại, giữa cái thực thể và cái sở chấp của chúng sanh ở trong đời này. Đây là một vấn đề rất là khó. Thưa quý vị, Tết này đó là Tết Nhâm Dần, là Tết Tết người ta nói Nhâm Dần chứ người ta mua cọp á. Thì năm nay chúng tôi có hai cái văn hóa phẩm mà chúng tôi kinh ra trong ngày Tết ở trên chánh điện về con cọp đó. Thứ nhất là chúng tôi có hình một con cọp mẹ tha con cọp con. Hình con cọp mẹ tha cọp con đó là một cái khái niệm mà chúng ta tìm thấy về cái tinh thần gọi là trung đạo Phật. Quý vị nhớ là khi con cọp mẹ tha cọp con đó, thì nó phải tha bằng miệng, và cái răng của con cọp nó rất là bén. Và nếu nó gặm mà mạnh quá đó, thì nó sẽ lủng với da con cọp con, sẽ làm bị con cọp con bị thương nếu cọp con còn nhỏ. Nhưng mà nếu nó ngậm lơi quá đó, thì khi nó than cọp con đi, con cọp con sẽ rớt. Thành ra cái con cọp mẹ tự nó do cái bản năng á, thì nó phải biết và phải hiểu rằng nó ngậm như thế nào là vừa phải, là vừa chừng, không có quá ít, không có quá nhiều, không có ít, không có nhiều, không có dư, không có quá thừa. Đây là một cái mà chúng ta nên hiểu về cái sự trung đạo. Thì cái trung đạo này đó, nó cho chúng ta một cái ý niệm như vậy là đối với cuộc sống đó, thì chúng ta nên đặt vấn đề là vừa phải. Dạ, chúng vừa phải nên quá cái nặng về cái bản thể mà chúng ta phủ nhận cái thường thức ở bên ngoài. Nói một cách khác là đôi khi chúng ta phải dùng cái common sense, dùng cái khái niệm về thường thức để làm gì? Để chúng ta có thể chấp nhận sống với cái thực tại. Chúng ta là người Việt Nam, mà nếu mà chúng ta bỏ hết tất cả những gì văn hóa Việt Nam thì chúng ta không còn là người Việt Nam nữa. Mà không là người Việt Nam thì chúng ta là cái gì chứ? Thì điều đó nó là một cái gì đó gần như là bắt buộc chúng ta phải chấp nhận là cho dù mình là một người Phật tử,
cho dù mình là một người tu thiền, lẽ ra là một người Phật tử, lẽ ra một người tu thiền, thì mình sống vượt ngoài những cái lề thói, những cái màu sắc văn hóa, nhưng mà nó có tính cách là giả định, giả lập ở bên ngoài. Nhưng mà không, chúng ta là người Việt Nam, chúng ta phải ăn Tết, ngày Tết chúng ta phải chưng hoa trắng. Rồi hoa trắng người ta nói không, không có hộp ngày Tết, phải chưng hoa đỏ, hoa vàng chẳng hạn. Thì hoa nào cũng là hoa hết, nhưng mà ngày Tết mình chưng bằng Phật mà vào trắng hết thì nó phản văn hóa quá thì nó cũng không nên. Do đó chúng ta phải có cái nhìn dung dị. Và thưa quý vị, chúng tôi cũng có một cái tác phẩm văn hóa khác. Đó là một tác phẩm, một bức tranh sơn dầu chúng tôi rất là thích. Là trong bức tranh này đó thì họ vẽ hình một con mèo. Con mèo nó đang làm cái vai trò họa sĩ, là nó vẽ cái hình con cọp. Và khi nó vẽ hình con cọp thì nó phải tự soi gương. Nó lấy cái mặt mèo mà nó vẽ ra con cọp. Tức là một cách giả tá, tức là mượn cái này để vẽ cái kia. Thì kể ra rất là thú vị, năm là năm con cọp thú vị. Và muốn vẽ con cọp vì không có con cọp phải lên mặt mèo mình vẽ vậy. Trong cuộc sống này á, rất ít khi nào mà chúng ta thật sự sống với cái gọi là cái thật, rất thật, thật đến nỗi thật trần trụi, thật thật hoàn toàn, thật 100%. Mà thưa quý vị, cuộc sống của nó là một sự hỗn hợp giữa cái gì rất thật và đồng thời cái gì giả lập, cái gì gọi là hư cấu, cái gì gọi là văn hóa. Chúng ta nên hiểu như vậy, hiểu cái tính chất tương đối của sự pha trộn. Và ai mà nói rằng tôi phải sống tuyệt đối với cái gọi là phải sống tuyệt đối với năm uẩn mà không cần biết năm thủ uẩn là gì, không được. Chúng ta sống rõ ràng, chúng ta sống với năm thủ uẩn. Chúng tôi nói một câu mà quý vị có thể nói chúng tôi phạm thượng, đó là nhìn lên trên bàn Phật đó, cái tượng Phật đó, nếu mà chúng ta nói là thật sự là đúng với thì Phật, tượng Phật đó chỉ tượng bằng đồng thôi, tượng Phật đó chỉ bằng xi măng thôi. Nhưng mà ở đó chúng ta nói là Phật Thích Ca, Phật Di Đà, tượng Phật trang nghiêm hay không trang nghiêm, có hảo tướng hay không hảo tướng, thì cái gọi là hảo tướng không hảo tướng đó, nó chỉ là một sự phi thiết. Dạ, cũng giống như hồi nhỏ có nhiều khi chúng tôi hỏi bị rầy á, chúng tôi thấy vẽ hình Vô Quyền, vẽ hình Trần Hưng Đạo, thì chúng tôi hỏi rằng ôi lúc đó mình có chụp hình được hay không. Mà sao bây giờ mình vẽ hình này, nói hình này, hình Trần Đạo, hình kia hình Vô Quyền, thì chúng tôi bị rầy, nó còn nhỏ biết gì mà hỏi hoài. Nhưng thật sự thứ gì cái hình nó thật ta vẽ, và khi ta vẽ ra đặt ở đây là hình Lý Thái Tổ, Trần Đạo. Giống như bây giờ chúng ta làm cái hình Đức Phật ngồi đó thì tượng là tượng xi măng, tượng là tượng bằng đồng, tượng bằng gỗ, nhưng mà chúng tôi nói là đây là tượng Phật Thích Ca, đây là tượng Phật Di Đà, vân vân. Thì thật ra ở một cái mức độ nào đó đó thì chúng ta hiểu rằng là một biểu tượng, và chúng ta cũng đủ khôn để hiểu rằng không chắc hẳn là Đức Phật còn tại thế mà Ngài giấu ê như vậy, nhưng mà chúng ta vẫn thờ tượng Phật tại chúng ta nghĩ là Phật. Do đó cái gọi là một cái sự dung dị, đó là cái mà chúng ta gọi là một sự tương đối, đó là cái mà chúng ta gọi là con cột mẹ gặm con cột con, đừng có cực đoan. Đó là cái nhìn mà chúng ta phải có khi mà chúng ta nói về năm uẩn và năm thủ uẩn. Cái này là điểm rất là tế nhị, vì khó lắm. Đừng bao giờ chúng ta nói là năm thủ uẩn sai hoàn toàn nha. Và cũng như là chúng ta đừng nói rằng những cái brand name, những cái thời trang á, những cái hiệu nhãn hiệu tiền á là hoàn toàn. Quý vị không tin, quý vị thấy là tại sao có những người họ bỏ ra, chúng tôi nghe nói có những cái bóp của người phụ nữ không đeo có thể là cả 20-30 ngàn đô la. Tại sao vì nó mang cái bảng nào đó. Thì chúng ta đang sống trong thế giới là nửa hư nửa thật, và chúng ta phải hiểu năm uẩn và năm thủ uẩn nó nhiều lúc nó không hẳn hoàn toàn là nó không hoàn toàn là sai, hoàn toàn là chúng ta phải sống với chỉ với thực thể thôi, mà chúng ta còn phải sống với cái sự giả lập. Nó là giả lập đó, nhưng mà chúng ta phải có cái ý thức về cái gọi là chừng mực vừa phải, đừng đi quá xa. Dạ, cũng giống như bây giờ chúng tôi nói với quý vị là ngày Tết á, thì ở chùa đang có bận rộn đi chuẩn bị cho ngày Tết, thì chúng ta mượn rất nhiều cái khái niệm văn hóa đem vào đây, nhưng mà tất cả mọi người, kể cả chư tăng và Phật tử, đều ý thức rằng nó ở cái mức nào đó thôi, vừa chừng vừa phải thôi, chứ
không có ai tin rằng tuyệt đối Tết là như vậy, không phải như vậy là không phải Tết. Nhưng mà nếu mà mình làm cái gì ngược, trái ngược hoàn toàn thì nó không giống ai, thì nó cũng phải là không nên, nó không phải là điều nên làm, đúng không? Thì ra, ở đây nó là cái khó. Cái khó của chúng ta là làm sao ở trong cuộc sống này chúng ta sống có một sự hiểu biết, chúng ta sống có cái ý thức, nhưng mà rồi đồng thời chúng ta cũng không có đi quá xa với cái gọi là thực tế. Cái này là cái khó. Bởi vì khi mà chúng ta đi học Tòa Thánh Pháp, chúng tôi rất sợ. Rất sợ là có nhiều vị cứ nói về bản thể Pháp, nói về Pháp thực tính, mà chúng ta quên hẳn đi những thứ khác. Có nhiều khi chúng ta muốn nói là tôi chỉ muốn giảng về Thánh Pháp, chúng tôi muốn nói về Kinh Tạng. Chứ quý vị để ý kỹ là bài giảng nào chúng ta cũng phải kết hợp cả Kinh Tạng và Thánh Pháp. Bài giảng nào chúng ta cũng nói về chân đế và tục đế. Bài giảng nào chúng ta cũng nói về cái Pháp bản thể và thường thức. Chúng ta không thể nào mà ngay cả cái từ vựng đây là chân đế, đây là bản thể, đây là thực tính, thì những danh từ đó cũng là thi thiết nữa, cũng là tục đế nữa, chứ đâu không tuyệt đối hoàn toàn. Do vậy hôm nay chúng ta có một bài học về năm quẩn. Quý vị có hỏi là tại sao mình học năm quẩn mà mình nói thì năm thủ quẩn trong đó, hay là Đức Phật ngài dạy rằng sanh là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, thương phải xa là khổ, ghét phải gần là khổ, muốn không được là khổ, sầu bi ưu não là khổ, rồi người nói tóm là năm thủ quẩn là khổ. Tại sao mình nói năm thủ quẩn là gì? Thì quả thực thưa quý vị, năm thủ quẩn này đó nhắc chúng ta biết một điều, đó là hiện tượng giới. Và do có hiện tượng giới nên khi có nhận thức về hiện tượng giới, có cái biến kế sở chấp về hiện tượng giới, có cái thi thiết của chúng ta về hiện tượng giới, và chúng ta bảo rằng những cái thi thiết đó, những biến kế sở chấp đó là thực cũng phải, mà là giả cũng phải, là đúng cũng phải, là sai cũng phải. Nó là một cái nồi xào bần. Quý vị nào có ăn nồi xào bần Tết không? Nồi xào bần nó đồ dư thừa cũng phải, mà nó là đồ ngon cũng phải. Chúng ta không, vị nào ở miền quê biết là nồi xào nó cũng có cái ngon của nó. Thì đó là vài điều chúng tôi muốn chia sẻ với quý Phật tử thêm sau cái bài pháp của Thượng Tọa Thiền Sư hôm nay, nói về năm quẩn và năm thủ quẩn. Chúng tôi hy vọng rằng tất cả chúng ta có thì giờ sẽ nhìn lại đề tài này, nói về năm quẩn một cách rất là nghiêm túc, tại vì đây là một đề tài lớn, đề tài quan trọng, và không có một người nào mà đi vào trong thế giới Phật học mà biết một cách hơi hợp về năm quẩn mà có thể gọi là có cái nền tảng căn bản của Phật pháp. Nếu chúng ta muốn biết có cái cơ sở về Phật pháp thực sự thì chúng ta phải biết rõ về năm quẩn này. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Buddhadharma ngày mai này, thưa quý vị. Chúng ta sẽ có đề tài, chúng ta sẽ có môn học Phạn ngữ, và chúng tôi là vị giảng sư phụ trách cho chương trình ngày mai. Kính đảnh lễ tôn đức truyền quý ngài đã vào Trung để chia sẻ. Thân chào tạm biệt quý Phật tử. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng, đã từ bi đúc kết cũng như thuyết giảng phần sau của